Chào anh chị, trưa hôm nay thì Bảo sẽ làm một chương trình về máy rửa xe nha. Giá hôm nay thì Bảo còn có 5 cây thôi. Nói chung là hết rồi, anh chị ủng hộ quá trời nên là Bảo rất là cảm ơn anh chị nhiều luôn. Đã mua máy này, tin tưởng kênh của Bảo này. Đặc biệt là hôm nay thì thanh lý còn có 5 cây cuối cùng nên là để cho anh chị, bà con, cô bác gì mình mua giá cực kỳ tốt luôn mà được bao ship luôn. Thì Bảo sẽ giới thiệu một con máy rửa xe với công suất là 2800W nhá. Rồi đầu tiên Bảo sẽ giới thiệu với mức giá bình thường Bảo bán một con máy Osaka này. Thì anh chị cũng biết giá rồi nhá, 1.650.000 đấy. Nhưng mà hôm nay giá giảm sâu luôn, tính cho anh chị là 1.490 thôi, 1.490.000 được bao ship luôn. Trời ơi giá quá rẻ luôn, mà công suất 2800W. Hàng bữa này á, anh chị để ý nó lên giá dữ lắm á. Lên nhiều con là giờ 2.800 bán phải 2 triệu. Nhưng mà riêng con này là 2.800 bán 1.490.000 thôi, bao ship tận nhà luôn. Rồi sản phẩm Osaka này là anh chị thấy không, bảo hành là lên đến 1 năm này, đâu phải ít đâu. Bảo hành rất là lâu luôn. Mà dây đặc biệt là siêu dài luôn. Rửa xe hơi là không có cần phải mua thêm dây làm gì luôn, tại anh này đáp ứng đủ luôn, bảo hành năm, toàn là tiếng Nhật không, nhưng mà sản xuất lắp ráp vẫn là tại Trung Quốc nha, không phải hàng Nhật 100% đâu. Rồi dây dài là cái điều tất nhiên, dây dài đã dữ lắm, anh chị mua về là xài thôi. Dây này là mua cũng mấy trăm nhưng mà giờ công ty tặng kèm là mình lấy ra xài thôi. Rồi con máy này thì Bảo có làm video test rồi, nên là anh chị nào á mà chưa biết sức mạnh của nó thì mình quay lại video mình xem nha. Bấm vào máy rửa xe Osaka là ra ngay luôn. Bên trong là Bảo chỉ còn 5 con, mà lô trước thì Bảo nhập con này về là rất là nhiều luôn. Anh chị cũng thấy cực kỳ đã luôn, bán quá trời luôn. Giá rẻ quá mà hôm nay lại rẻ hơn luôn. Rồi quà tặng bên trong này, có súng xịt to áp lớn nha, lên đến là 100 mấy chục bát á, gần 200 bát, mà mạnh dữ lắm, con này mạnh khủng khiếp luôn. Mà bình bọc tuyết đợt này nó đổi bình trắng rồi, xịn hơn. Dây dài 15, dây đầu vào là tầm 1,5 m à. Rồi với một con máy này thì quà tặng nó nhiêu đó, à cũng quên luôn, có cây nối dài đi kèm anh chị à. Với một con máy công suất 2800W, có đồng hồ này, báo áp, chỉnh áp rất là nhẹ nhàng luôn, mình có thể mua về nha. Tưới cây cũng được, xịt sân vườn cũng được, nói chung là làm tất cả mọi việc luôn. Xịt rửa xe thì thoải mái luôn. Rồi công suất là lên đến là 2800W luôn, một công suất rất là mạnh. Thương hiệu là Osaka R1 đây. Xài điện 220 nha. Lực bát thì bảo test là đây nó ghi 100 đến là 150, tức là lên đến là 15. Nhưng mà bảo test nó gần 200 luôn á, mạnh dữ lắm. Rồi nước thì xài 60 độ C. Mà nên nhớ giá hôm nay thì Bảo còn có 5 cây cuối cùng, nên là làm chương trình ban trưa cho anh chị xem. Nếu mà thích đặt hàng luôn, chứ 5 cây là bán cái là hết à. Nên là mình nhanh tay đặt hàng, chứ không là hết hàng là cũng như không. Rất là buồn luôn, tại số lượng nó ít mà. Về đợt này hàng khan hiếm này, giá cả leo thang, giá này nó quá tốt đi. Cực kỳ tốt mà bảo hành rất lâu. So với những thương hiệu khác thì anh này bền khủng khiếp luôn, bảo hành năm là ưng ý á. Rồi với mức giá 1.490 thì anh chị nào quan tâm thì đặt hàng giúp cửa hàng Bảo nha. Có 5 cây duy nhất thôi cho bữa trưa ngày hôm nay. Rồi tối Bảo còn phải live streamer để mà làm nhiều chương trình khác, nên là anh chị tham quan nếu ưng ý là đặt hàng luôn. Bảo hành là bảo hành của công ty nha. Đặc biệt con máy này thì anh chị thấy phít tông lớn này, phít tông 2008 nó lớn, có lỗ xả áp luôn. Bên sau cánh gió đầy đủ luôn, cánh gió rất lớn nha, tản nhiệt rất nhanh. Rồi bên dưới là có thông số kỹ thuật với là số seri máy luôn, nên là yên tâm, hàng chính hàng là anh chị mua là không cần lo gì hết luôn. Đặc biệt thương hiệu Nhật, xài rất là bền. Nhưng mà con máy này Bảo bán quá là nhiều rồi thì anh chị tranh thủ nha. Rồi thì Bảo cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ kênh của Bảo trong thời gian vừa qua, để Bảo làm nhiều chương trình nó tốt hơn đến là anh chị nào mà mua bên cửa hàng Bảo nha, giá tốt nhất có thể. Rồi bây giờ thì Bảo xin chào tạm biệt.